Lúc bấy giờ các thiên tử ở dục giới và sắc giới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế rất là sâu xa, khó thấy khó biết, chẳng thể suy tìm, vượt cảnh suy tìm, vắng lặng mầu nhiệm, chắc thật kín đáo, người trí tuệ thông minh mới có thể biết rõ được. Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình có khả năng tin hiểu sâu sắc Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì nên biết họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật trong quá khứ, ở chỗ chư Phật phát nguyện rộng lớn, trồng nhiều căn lành, đã được vô lượng các thiện tri thức nhiếp thọ, mới có khả năng tin hiểu Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Bạch Thế Tôn, giả sử các loại hữu tình trong thế giới 3 lần ngàn đều thành tựu tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, độc giác, thì sự thành tựu ấy hoặc trí hoặc đoạn cũng chẳng bằng có người một ngày. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ưa thích tư duy, xưng lường, quán sát. Sự thành tựu nhẫn của người ấy đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này hơn trí đoạn kia vô lượng vô biên. Vì sao, Bạch Thế Tôn, trí đoạn của các tùy tín hành đều chỉ là một phần nhỏ nhẫn đối với vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát đã chứng đắc? Bạch Thế Tôn, trí đoạn của chư tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, độc giác đều chỉ là một phần nhỏ nhẫn đối với vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát đã chứng đắc. Bấy giờ Phật bảo các thiên tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như các ông đã nói, trí đoạn của chư tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, độc giác đều chỉ là một phần nhỏ nhẫn đối với vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát đã chứng đắc. Thiên tử nên biết, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào vừa nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nghe rồi sao chép, đọc tụng, thọ trì, tư duy, tu tập, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn, nhanh hơn các thiện nam tử, thiện nữ nhân khác thích cầu thanh văn, độc giác, xa lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa mà học kinh điển khác, 1 kiếp hoặc hơn 1 kiếp. Vì sao? Này các thiên tử, trong Bát Nhã Ba La Mật Đa rất sâu xa này, rộng nói tất cả thắng pháp vi diệu, chư tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, độc giác, Đại Bồ Tát đều nên đối với pháp này mà tinh cần tu học. Tất cả Như Lai, Ứng Chánh, Đẳng Giác đều nương pháp này mà học, đã chứng, sẽ chứng và hiện chứng quả vị giác ngộ cao tột. Khi ấy các thiên tử đều cùng Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa lớn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa chẳng thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa chẳng thể xưng lường. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không có số lượng. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là Ba La Mật Đa không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, chư tùy tín hành, hoặc tùy pháp hành, đệ bát, dự lưu, nhất lai, bất hoàn, A-La-Hán, độc giác đều đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, chóng thoát sanh tử, chứng đắc niết bàn. Tất cả Đại Bồ Tát đều đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, mau chứng quả vị giác ngộ cao tột. Bạch Thế Tôn, tuy chư thanh văn, độc giác, Bồ Tát đều nương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà tinh cần tu học, đều được rốt ráo, nhưng Bát Nhã Ba La Mật Đa ấy chẳng tăng chẳng giảm. Khi ấy chư thiên tử dục giới, sắc giới nói như vậy rồi, cúi đầu lễ sát chân Phật, vòng quanh bên mặt 3 vòng, từ giã Phật trở về cung, ra khỏi hội chúng không xa, bỗng nhiên biến mất,